Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Như các bạn có thể thấy thì hôm vừa rồi Tokyo Camera có đăng một cái clip hyperlapse rất là ngầu kiểu như thế này. Làm sao để có thể quay được một clip hyperlapse ngầu như thế? Thì hôm nay chúng mình sẽ làm một clip hướng dẫn quay hyperlapse trên chiếc Osmo Pocket này. Nào, cùng đi thôi. Đầu tiên là công chuẩn bị. Thì để có thể quay cho mình một clip hyperlapse, chúng ta sẽ cần đến một chiếc Osmo Pocket đầu tiên, một tay nghe giỏi. Thứ hai đó là chiếc smartphone để kết nối với chiếc Osmo Pocket của mình. Và bây giờ thì tôi sẽ bật chiếc Osmo Pocket này lên và kết nối với cả điện thoại và setup cái thông số. Tôi sẽ chọn ở đây là 4K và 24 FPS. Màu sắc thì tôi sẽ để Disney Light. Ok. Và tiếp theo thì sẽ đến là chọn góc quay làm sao cho nó phù hợp nhất. Chúng ta sẽ cố gắng là chọn một cái góc quay làm sao cho nó thật là rộng ra. Lý do vì sao thì lát nữa về tôi sẽ nói với các bạn sau. Nào, đúng rồi. Như các bạn có thể thấy thì bối cảnh của hôm nay sẽ là nhà hát lớn Hà Nội. Và tôi sẽ phải đứng ở một khoảng cách rất là xa, phải cỡ 50 mét. Và bây giờ thì chọn chế độ quay, chế độ quay bình thường. Và tôi sẽ chọn tracking vật thể vào cái nhà hát lớn này. Sau khi chọn cái vật thể để cho máy nó tracking xong rồi, chúng ta đi một cái đường ngang từ bên này sang bên kia, sang một cái vị trí đối xứng của chúng ta ở bên kia. Đó, và bây giờ chúng ta bắt đầu quay. Nào, đi thôi. Trong quá trình quay chúng ta sẽ hạn chế rung nhất có thể bằng cách đi gối. Ok, vậy là xong. Và chúng ta sẽ cùng xem lại cái đoạn clip chúng ta vừa quay. Và sau khi mà đã có cho mình cái footage rồi thì chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái bước dựng video. Làm sao để có thể ra được một cái video hyperlapse hoàn chỉnh. Ok, và sau khi mà đã có cho mình cái footage rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là đến bước chỉnh sửa video, làm sao để ra một cái video hyperlapse. Thì tôi sẽ mở Premiere lên. Ok, sau khi nó đã mở được Premiere lên rồi thì chúng ta sẽ tạo cho mình một cái project mới, đó là tôi sẽ để một cái là hyperlapse hát lớn đi. Ok. Và tôi sẽ import cái file mà tôi đã quay vào đây. À, cái file tôi quay là cái file này. Tôi sẽ import vào. Và kéo nó sang bên này để tạo cái sequence cho chúng ta. Và thường thì trong những cái video hyperlapse hoặc là timelapse thì chúng ta sẽ không sử dụng âm thanh, cho nên là tôi sẽ Ctrl L để tách cái âm thanh ra với cả tiếng, và tôi sẽ xóa cái file âm thanh này đi. Ok. Đó. Video của chúng ta quay đây. Máy được khá là lag cho nên là việc xem trước nó cũng không được mượt mà cho lắm. Và tôi sẽ chuột phải vào cái xuồng ở bên này, chọn đến Speed Duration, chỉnh sửa cái speed này thành 1000%. Ok. Nhưng mà nếu mà chỉ chỉnh sửa mỗi speed này không thì video của chúng ta nó sẽ bị khá là rung. Tại vì là khi mà chúng ta quay bằng gimbal, nếu mà để cái tốc độ bình thường thì rất khó để nhận biết được cái sự rung lắc đấy. Nhưng mà khi mà đẩy speed lên cao rồi thì những cái tần số rung nó dường như là được đẩy gần lại với nhau hơn, chúng ta cảm nhận rõ hơn. Đó, vì thế cho nên chúng ta lại phải chống rung cho cái video này bằng cách là chuột phải vào đây và nest cái video lại. Đó, sau đó thì chuyển sang mục effect, chúng ta search là warp, kéo xuống chúng ta sẽ có cái warp stabilizer ở đây và kéo vào trong cái video của chúng ta. Đó, và công việc của chúng ta bây giờ là ngồi chờ cho máy xử lý chống rung xong thôi. Ok, vậy là sau một quãng thời gian thì máy đã xử lý chống rung xong.
Và đây là video của chúng ta. Sau khi mà đã xử lý chống rung xong, khá là lag. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ xử lý màu sắc cho cái video này. Thì các bạn có thể xử lý màu sắc làm sao cho nó nhìn hợp với cả mắt mình nhất là được. Ok, và sau đây thì tôi sẽ xuất video này ra. Rồi, và quá trình xuất video đã hoàn tất và chúng ta cùng xem thành quả. Đây, và đây là thành quả của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip của Tokyo Camera. Nếu các bạn cảm thấy video hay và hấp dẫn, đừng quên để lại một like, share và subscribe để cho chúng mình có động lực làm thêm video tiếp theo nhá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.